Sala TV xin gửi lời chào đến toàn thể quý khán giả đang theo dõi và đang xem chương trình YouTube của Sala TV trong ngày hôm nay quý vị nhé. Hiện tại Sala có mặt tại thành phố lễ hội Châu Đốc của tỉnh An Giang và thời điểm hiện nay là một thời điểm khá là đặc biệt khi Sala về Châu Đốc này. Một sự tình cờ và hữu duyên đi vào khoảng thời gian diễn ra lễ vía bà Chúa Xứ Châu Đốc vào năm 2024. Và tại đây Sala đứng trước một cái cổng hình hoa sen. Cái cổng này được hoàn thành từ năm trước thôi quý vị. Đây là cổng mới. Khi quý vị vào đây, quý vị xuống phía dưới đó, nếu như đi theo đoàn hành hương, đi xe khách đó quý vị, thì đến đó quý vị sẽ phải qua một cái trạm. Tại đó mình sẽ phải mua vé để vào tham quan khu di tích lịch sử văn hóa núi Sam Châu Đốc. Nhưng ngày hôm nay là ngày 21 tháng 4 âm lịch và ngày này cũng là ngày đầu tiên tại núi Sam Châu Đốc sẽ bắt đầu một cái chương trình, đó là miễn phí vé tham quan cho tất cả mọi du khách, đó là đối với những du khách nào đi xe hành hương ở từ phương xa đến. Chương trình này sẽ kéo dài 7 ngày từ ngày 21 tháng 4 cho đến ngày 27 tháng 4 và đây là một thời điểm rất là tuyệt vời khi những nhà đầu tư cũng như là những nhà quản lý tại khu di tích này đã thực hiện chương trình này. Đó là một tin vui cho quý vị khán giả. Còn bây giờ, nhân cơ hội này thì Sala sẽ thâu lại những hình ảnh về lễ vía bà Chúa Xứ năm nay để gửi đến cho quý vị khán giả xem kênh, cũng như là quý vị khán giả nào tình cờ lướt qua thấy Sala TV quý vị nhé. Xin mời quý vị. Tại đây đó quý vị, chính là tăng lộ Kiều Lương. Ở chính giữa quý vị có thể nhìn thấy có rất là nhiều những pho tượng nghệ thuật. Đó là những pho tượng do những nghệ nhân điêu khắc hàng đầu trên thế giới khi họ về đây hai lần quý vị. Cuộc thi tổ chức điêu khắc tượng đó đã được tổ chức tại núi Sam Châu Đốc này. Và sau đó thì những pho tượng này, lúc mà người ta tổ chức thì người ta làm một cái khuôn viên, trong đó là một cái vườn tượng. Nhưng mà sau khi tổ chức xong thì người ta đã mang những pho tượng này đặt ở rải rác các cái con lương ở trên tăng lộ Kiều Lương đó quý vị. Bảo có thể cho cái tốc độ chậm chậm để cho khán giả đừng có chóng mặt quá lắm. Ngày hôm nay là ngày 21 tháng 4, cũng là ngày đầu tiên mà vía bà Châu Đốc được tổ chức. Cho nên những cái nghi thức cúng kiến truyền thống cũng như là những cái lễ hội, những cái tổ chức văn hóa nghệ thuật thì có thể là cũng chưa có diễn ra. Quý vị có thể thấy đây là cái cổng sốc vé, nhưng mà hôm nay người ta nghỉ rồi, tại vì miễn phí vé cho nên là người ta đóng cái chốt rồi. Không biết là những năm trước đã có hay không, nhưng mà năm nay là trên báo chí họ đưa cái tin, và bây giờ thì Sala vào đây Sala thấy đúng thực sự là miễn phí vé, cho nên là thấy ông xe chạy vô đó đâu có mua vé đâu, mấy chỗ họ vào tuốt lút à. Ở dưới Châu Đốc có cái từ tuốt lút quý vị, vui. Ở phía trước quý vị chính là ngọn núi Sam, nơi rất là quen thuộc. Sala đã từng về đây làm rất là nhiều những video clip. Ngoài ra còn đưa khách hành hương rồi giới thiệu cho khán giả của Sala nữa. Về đây tháng tư về cũng là lúc mùa hè đến, thì núi Sam Châu Đốc có một điều rất là đẹp quý vị. Trên ngọn núi phượng nở rất đẹp. Quý vị có thể trên màn hình rồi quý vị nhìn thấy là phượng nở nè. Anh Bảo quẹo đường Châu Thị Tế. Ngày hôm nay thì quý vị có thể thấy buổi chiều này chưa có đông lắm đúng không?
đó, cho nên là khách còn lưa thưa lắm. Bởi vậy cho nên là Sala sẽ, trong video này Sala đi một vòng con đường Tăng Lộ Kiều Lương, nối qua đường Châu Thị Tế, để cho quý vị nhìn thấy tình hình của lễ hội Vía Bà năm nay, một buổi chiều của ngày đầu tiên 21 tháng 4. Không bao lâu nữa quý vị, cách đây có khoảng mười mấy ngày thôi thì Sala cũng đã về rồi, đi với đoàn hành hương về đây thâu cho quý vị quang cảnh hồi lúc 3 giờ sáng đó. Quý vị thấy không, cũng thưa thớt lắm, không đông à, đúng không Bảo? Vắng ha. Bảo chạy một vòng đi. Ở trên đó quý vị cáp treo, cáp treo đó thì thực ra là mình ở đây mình nhìn lên nó thấy có người ngồi lắm, toàn là cái cabin nó trống không, nó cứ lầm lũi nó đi qua đi lại trên ngọn đầu. Ngọn núi Sam, quý vị còn nhớ không, vị trí này nè, Sala đón chú xe lôi xong rồi thì mình đồng hành mình vô trong chùa hang đúng không? Một cái video mà chùa hang thì Sala được quý vị khán giả đón nhận rất là nhiều, hiện tại là nó vẫn còn được theo dõi, được xem của quý vị, một video đặc biệt lắm. Video đó là trong suốt cái hành trình Sala dẫn dắt đưa quý vị đi xe lôi từ ở chỗ nhà nghỉ ở dưới chân núi Sam, rồi đưa lên trên núi, lên trên chiền núi Sam. Ở đây đi qua được không Bảo? Xe chạy được kìa, xe chạy được chứ mình đi được á. Như cái con đường này mình chạy vô thì được, cái mình chạy mình chạy vô không được, cái mình chạy từ đây ra được không? Được luôn, tại nãy nó không chặn. Không chặn đâu, nếu mà ngay ngày chính á, ngày dưới chính thì có thể là người ta sẽ chặn lại đúng không? Ừ. Hôm nay là trời chưa mới 21 mà chưa có đông nên được chạy. Bảo chạy ngang khúc đó cứ chậm chậm nha Bảo. Mấy vị thấy không, có lồng đèn đủ màu ở phía trên nè. Đó đang đang bắt đầu là những cái hình ảnh của ngày lễ. Anh Bảo rớt xuống còn 5 cây số bây giờ. Quý vị thấy không? Cái này là biển xanh. Những người này người ta làm công tác, người ta tổ chức lễ, người ta đậu ở đây được chứ xe hành hương dễ gì đậu được, phải không? Nó người ta chuẩn bị hết rồi đó. Đó đây chùa Bà nè, nó có sân khấu luôn. Chút nữa mình đi vô ha. Mình gửi xe rồi mình vào. Bây giờ mình chạy vòng với mình lên rồi gửi xe hay là vô đây gửi xe luôn? Ở đây có chỗ gửi không? Có, mình gửi luôn. Khoan đi vòng nữa đi Bảo ơi. Để Sala cho quý vị nhìn thấy con đường đi xuống chùa Tây An chút xíu nè. Rồi xong anh Bảo vòng lên. Vòng ngược lên rồi bắt đầu mình vô, mình gửi xe cái mình đi vòng trong chùa Bà chút. Để cho quý vị nhìn thấy công tác chuẩn bị cho lễ vía năm nay. Một cái lễ vía mà khi Sala tìm hiểu trên các cái tờ báo chí đó quý vị, thì người ta có gửi các công văn là ban quản lý di tích núi Sam cũng mời gọi các cái truyền thông ở mọi nơi về để đưa tin cho lễ vía năm nay. Có, mình đăng ký thì được. Mình là truyền thông á thì mình cứ đăng ký, mình đưa tin mà. Nhưng mà Sala không bao giờ đăng ký người ta, quý vị ơi. Qua đường đi, toàn là đi quay chui.
Quý vị có biết không, đi quay cứ lầm lũi đi vậy, lũi đi rồi ai mà cho thì quay, cho người ta la thôi. Tại vì đó quý vị ơi, chia sẻ thành thật với quý vị, không phải là mình cái gì hết, nhưng mà mình đi đăng ký nó nặng nề lắm quý vị, trách nhiệm nó nặng nề. Ở đây sẽ là thâu cho quý vị nhìn thấy hình ảnh chùa Tây An vào một buổi chiều đầu vía quý vị nhé. Ngày vía thì thực ra cũng diễn ra vài ngày thôi, mấy ngày chánh á. Mà gia thành hương thì đa số một người ta đi trước, hai là người ta đi sau, ta sợ đi ngày với chánh á không có. Mấy chị đồ buôn bán đồ vui vẻ, cười nói rồi. Ở đây thì chắc hẳn là YouTuber là quá quen thuộc với mọi người rồi, tại vì là điểm du lịch mà. Bây giờ mình sẽ chọn một chỗ để mình dừng xe. Sau khi Sala gửi xe máy xong, giá 10.000 thưa quý vị, giá cả nó cũng yên ổn, không có gì thay đổi quý vị. Bây giờ mình sẽ vào trong cổng chính của chùa Bà nè. Ngày này anh bảo vệ anh còn cầm cái chai cồn nữa nè, đẹp quá ha. Đấy rồi, đi vô. Hai cái anh nó bán cái gì ta, đứng văng cái mùng. Dạ, xin anh một miếng cồn. Rồi, cảm ơn anh nha. Em sát trùng luôn cái cây này. Ở đây quý vị có sân khấu nè, hôm nay người ta làm sân khấu rồi nè. À, lễ phục hiện rước tượng Bà. Làm đây hả? Chắc cái này chắc 23 người ta là ta diễn á. 19 đúng không? Ngày 9 ta diễn. Đây là cái này là cái này mình đi lên lễ Bà quay đúng không anh? Đúng rồi. Anh sẽ đi vòng. Đây sân khấu chắc chắn lắm quý vị. Bây giờ mình còn chạm được tới ngày vậy khỏi chạm. Cái buổi chiều hôm nay nó còn vắng hơn cả là cuối tuần luôn. Ở đây còn có nhạc cụ dân tộc nữa nè. Này ta đang cúng tổ. Đây có mấy bức tranh triển lãm nữa, đúng không? Triển lãm cây cầu cùng tiên hả? Cây cầu Châu Đốc là mới khánh thành là có hình luôn nè. Đúng không? Triển lãm. Ở đây mình cho khán giả xem triển lãm tranh luôn đi. Nếu như quý vị không đi vào đây được thì đây, để Sala cho quý vị nhìn ngắm một chút về triển lãm tranh nghệ thuật. Ở đây người ta chụp rất là đặc trưng, vì hè về là bắt đầu là núi Sam là sẽ nở hoa phượng rất là nhiều đó. Cầu Châu Đốc nè, mình về mình chưa đi cầu Châu Đốc nữa đó. Đây là làng bè bảy màu. Đếm coi đủ bảy màu không? Đây chùa Hang, quen thuộc quá ha. Cái hình này người ta chụp ta cũng canh ghê á, ta canh cái lúc có khách đi lên á, chụp bằng flycam.
đi Châu Đốc nhiều, thâu cho quý vị rất là nhiều video, nhưng mà chưa bao giờ là tham dự lễ hội của quý bà. Năm nay mình quyết định mình đến mình tham dự. Này là Bồ Đề Đạo Tràng nè. Đúng không? Ừ. Chụp cái kiểu gì đó không? Kiểu gì đó? Kiểu gì đó? Cái kiểu gọi là pano, phải không? Ngoài ra còn có các cái bức ảnh thể hiện các vụ các biểu múa nghệ thuật. Nè cái cổng vừa rồi nè. Cổng vừa rồi mà Sala đứng giới thiệu cho quý vị xem đó. Cũng vòng vòng cũng có mấy cái mấy nơi của Châu Đốc thôi. Vậy. Lâu rồi chưa lên đây thăm lại. Lên đây một vòng đứng ở trên thâu cho quý vị. Trong đó người ta đang cúng. Cúng bà. Hình như là chỗ này người ta sơn lại phải không Bảo? Đúng không? Ừ, thấy lạ lạ luôn, có cái điều lạ. Người ta làm lại một cái hoa văn mới hơn. Rồi ở trên đó là cái hình gì vậy ta? Ừ, thấy lạ quá ha. Bây giờ ra dôm phóng gần lại cũng nhìn không ra đúng không quý vị á? Hình đó là hình gì? Chim không? Không biết hình gì. Nhìn không ra. Rồi mình lên trên. Tại đây video này giống như là Sala trực tiếp cho quý vị vào chiều ngày 21 để quý vị có thể thấy là lượng khách cũng như là tình hình chuẩn bị, các cái công tác chuẩn bị của ban quản trị Lăng Miếu Núi Sam cũng như là chính quyền địa phương. Bên cạnh đó còn có sự háo hức náo nức của rất là nhiều những tiểu thương, những người buôn bán những đặc sản ở xung quanh hai bên đường, đó là Tân Lộ Kiều Lương và Châu Thị Tế, mặt cổng trước và cổng sau của chùa bà Châu Đốc. Tại đây quý vị có thể nhìn xuống, quý vị thấy không? Mấy chú mấy cô đi chụp hình còn nhiều hơn khách nữa. Nói đùa thôi quý vị. Hy vọng năm nay thì nó sẽ đông. Tất cả những cái khu du lịch mình đến mình đều hy vọng là sẽ đón thật là nhiều khách trong những ngày diễn ra lễ hội. Vì lễ hội của chùa bà Châu Đốc cũng là một lễ hội cấp quốc gia rồi. Tính ra là lễ hội này được công nhận từ bắt đầu từ 2002 luôn, rất là lâu rồi. Nè, trên màn hình là Sala nói không sai. Mấy anh mấy chú chụp hình còn nhiều hơn là khách nữa. Hả? À, rồi thôi mình một vòng nữa ha.
chị đứng bên ngoài trời. Ừ. Ở bên trong là phòng trưng bày những vật lễ mà những người người ta đã đến bà để cầu, và khi mà người ta đạt được những cái điều mà người ta cầu nguyện đó thì người ta sẽ làm những cái vật lễ này để cúng trả lễ đó quý vị. Mọi lần thì Sala cũng thu cho quý vị rồi, nhưng ngày hôm nay thì mình đi một vòng thôi, một vòng quanh nơi đây, còn là một cái nơi mà rất là nhiều khách tham quan chọn nơi đây để làm cái nơi chụp hình lưu niệm, vì tại đây những vật phẩm, những hiện vật mà khách phương xa có, khách trong tỉnh có, những người ở lân cận đây cũng có, tặng cho bà rất là quý giá. Quý vị có thể thấy là những cái lồng kính người ta đã khóa lại chặt lại, vì bên trong đó là những hiện vật có giá trị rất là cao, thậm chí là bằng vàng thật, những cổ vật. Đúng rồi, đó, những đồ có giá trị cao lắm. Ừ. Ở tại đây người ta thường dâng cho bà là những cái khánh vàng đó. Nếu quý vị có thể nhìn vô trong, quý vị thấy không? Cả những cái thổi vàng xưa luôn. Ừ. Sala dạo một vòng để cho những quý vị lâu lâu chưa về thăm chùa bà Châu Đốc, nhân video này thì cũng nhìn lại khung cảnh của chùa bà. Mình thì mình có thể là mình quá quen thuộc rồi, mình đi hoài, nhưng mà đối với lại khán giả thì có những người người ta đi lâu lắm, người ta chưa có về, nhưng mà tình cờ lướt trên YouTube thấy được video này, người ta xem lại rồi đã có những cái kỷ niệm, những hoài niệm nào đó. Đây Sala dừng lại một chút vì cho cô đó của chụp hình. Không chưa? Không, mình nhường đi, tại vì nhiều khi muốn tấm ảnh đẹp cũng khó. Và đây mình đi xuống lại nè. Lối vào thì thôi mình không vô đâu quý vị ơi, vì cứ đi vô là mấy anh bảo vệ, mấy anh canh me Sala hoài. Nhiều khi phiền mấy ảnh, mình đi cầm máy mình đi vô mấy ảnh canh hoài. Đây quý vị, ở đây Sala cho quý vị nhìn thấy lại nữa một lần nữa những chiếc bàn. Đây là những cái bàn mà hằng ngày, hằng tháng, hằng năm luôn, nó đặt ở đây là 24/24 để cho khách hành hương đến đây để cúng và trả lễ Phật cho bà. Ở đây Sala chỉ đi vòng này thôi ha, vòng trong không có được. Chiếc bàn này bữa mình đi với chú Tám nè, mình cũng lấy cái bàn này. Có dừa, có trái cây, nhang đèn này nhỏ. Ở đây có trang bị dĩa luôn, ở đó mình đổ vô mình cúng. Rồi một vòng thôi quý vị.
ăn cái gì nó xịt lên vậy? Sân khấu nó xịt như xì ga. Xịt lên lớn quá ha. Đang thử nghiệm. Bây giờ quý vị đi với Sala ra cổng cổng sau quý vị nhé. Hồi nào giờ đi mà chưa bao giờ chụp hình lưu niệm ở chùa Bà luôn. Mình nãy thì chạy xe máy, bây giờ mình đi bộ. Tứ đại danh lam hả? Tứ đại danh lam, một cái video rất là đặc biệt luôn. Trong video đó là cái video cuối cùng quay về phà Châu Giang. Quay xong là phà đóng cửa. Buổi chiều ngày hôm nay thì thật ra là đi lúc 3 giờ thôi quý vị, nhưng mà trời nó rất là mát mẻ. Lý do là đâu ra là có cái tin cơn bão số 1 đang vô Biển Đông. Cho nên là từ đó mà ảnh hưởng dạng như áp thấp nhiệt đới đó. Cho nên là bầu trời nó không có mây. Bầu trời nó mây nhiều, không có nắng. Trời ơi. Không có mây mới là nắng anh Sala. Anh Sala nói nhiều quá. Không có mây mới làm trước là nắng. Đâu quý vị có thể thấy không? Khi mà mình nói mà mình không tiết chế được là nó sẽ xảy ra hiện tượng đó là mình nói sai. Cho nên là trong cuộc sống mình nên rút ngắn vấn đề đó, nhất là khi mà mình làm cái công việc mà mình nói chuyện nhiều á thì mình nên dừng đúng lúc, tiết chế cái lời nói, bởi vì nói nhiều quá là nhiều khi mất kiểm soát, nói sai, nói tùm lum tùm la. Chị nói hồi tối là thử nghiệm chiếu đèn trên trời á. Ở đâu á? Ở đây nè. Ở đây là trong chỗ chùa Bà. Ở trong chùa Bà đó. Thì chị nói là tối nay, nhiều khi tối nay người ta làm. Không biết có không. Bánh mì cũng ngon. Trời lên trời. Nha không? Anh Bảo dừng lại mình uống ly thốt nốt anh Bảo. Của một cố nhân. Không biết mấy ngày lễ này mấy ông công an có đi không ta? Chứ nếu mà đi là mệt mỏi lắm á. Đang bán ở Sala đi ngang nhắc công an. Bà Khía. Bà Khía này bỏ vô trong cái gì đu đủ đâm á, ăn ngày xưa đầu nành. Năm tháng trôi qua, người xưa cũng không nhớ người cũ, tất cả đã quên hết rồi. Thà là dừng máy uống miếng nước thuốc nốt cái quý vị. Một dòng trở lại ở cổng chính của chùa Bà. Và bây giờ Sala sẽ đi vào một cái con đường. Đường này là đường Kha Thị Láng đúng quý vị. Vào đây mình đi một vòng trong đây mình sẽ nhìn lại lâu rồi.
À, lần trước thì đi với lại đoàn Sala vào đây để đoàn mua dép, mua quần áo, mua này mua nọ. Ngày hôm nay mình đi vô một mình thôi. Mình lang thang vào đây để thâu lại hình ảnh cho quý vị. Cái tiếng kèn nó hấp dẫn ghê á. Ở đây nhìn thấy không gian nó bình yên có quý vị. Chắc có lẽ là chưa có đông đúc người, cho nên là hai bên rồi người bán lặng lẽ quá. Một con đường cắt ngang thôi, cắt ngang từ Châu Thị Tế cắt qua bên Tân Lộ Kiều Lương. Bởi vì ngoài là cái chỗ đường Châu Thị Tế nè, đường ở ngoài kia, khu này cũng còn nhiều phòng trọ quá ha. Đi vòng vòng lang thang. Dạ không. Đó quý vị, đi ra bên ngoài rồi nè. Bây giờ mình từ đây Sala đi một lần nữa. Mới vừa rồi cái video mình thâu mình đi với lại cô Hòa. Từ đây mình đi lên. Nhưng mà tối rồi, bây giờ mình đi lên lại buổi sáng. Chú đó chú có cái cây quay đó im quá. Nhỏ nhỏ gì mình để mình đi quay mấy cái cảnh này nè. Chú ngồi áo trắng đó, chú có cái gọi là cái bóc két đó. Cái bóc két đó thì nó im lắm, nó nhỏ nhỏ, cầm trên tay nó cũng không có bự lắm. Chiều nay hầu như là cũng có một mình Sala đi, không có một anh nào đi, đồng nghiệp đi chung. Ngày mai người ta tập trung cái, người ta dồn sức cho ngày mai hết rồi. Ngày mai người ta làm hình như là để rước kiệu bà hay sao. Có thể là mình đọc lại cái chương trình của năm nay chẳng hạn. Vì nó diễn ra là 22, 23, 24. Vậy 23 là người ta tắm rồi là ban đêm. 22 có thể là người ta sẽ rước bà, làm lễ rước bà. Rước từ ở trên núi. Nghe không? Giờ mình đi xe chậm bên trên. Ở đây quý vị thì mấy anh xe lôi hay mời gọi khách đi lên núi, chạy vô chỗ này chỗ kia, ví dụ như là đi một cuối năm chùa Hang, mà chùa Hang giờ này thì không đi nữa rồi. Chùa Chính Đầu Rồng. Chùa Đà Loan đó. Chùa đẹp lắm, lại đó quay phim mình live stream đồ này kia nọ, mấy anh ấy nói câu đó lắm. Nó vui lắm quý vị. Nhiều khi mấy ảnh chỉ giới thiệu thôi. Nhưng là tại vì người ta không biết. Nếu như người ta biết thì trời ơi, Sala TV là đi rất là nhiều. Dạ đúng rồi cô. Dạ, chào cô. Có một cô đội kêu Sala TV.
Dạ. Nhưng mà cô đi vội quá, cô đứng lại sa la phỏng vấn cô vài câu. Lâu lâu gặp khán giả hạnh phúc vô cùng quý vị. Thấy người ta biết mình, người ta coi mình đó, mình gặp mình cảm xúc lắm. Bởi vì làm một cái chương trình đã khó rồi, nhưng đăng lên trên kênh của mình để cho mọi người xem nữa, đó là một điều cực kỳ khó. Nhưng người ta xem, người ta lướt qua là dễ dàng, nhưng động lại trong người ta để nhớ đến mình. Và dạ không, để nhớ tới mình rồi đi ra đường gặp mình, nhớ mình, kêu mình là càng khó hơn. Cho nên cái điều đó rất là quý giá, chân quý vô cùng. À, hình ảnh này Sala đang dạo bước, đi từ từ, đi bộ thôi quý vị, lên một con dốc. Nơi đây thì quá quen thuộc. thấy quay phim ngại. Mấy đứa nhỏ nhỏ sao nó hay ngại quay phim lắm nha, nhập quay phim cái kia hồi kêu hoặc kêu ngại. Có lẽ giờ này đó quý vị cũng hơi đông đông hơn nãy đó, có chiều xuống là có người đi. Đến đây thì đã một vòng, đi một vòng rồi. Đây gặp mấy cô mấy chú mặc lễ phục rồi. Biết tối nay có làm cái gì không? Đến đây thì Sala đã đưa quý vị đi một vòng quanh chùa Bà Châu Đốc vào một cái ngày đầu tiên diễn ra lễ hội của quý bà Châu Đốc. Chú quý vị thấy những công tác được chuẩn bị tại lễ hội năm nay, và đêm nay chính là đêm của 28 tháng 5, ngày 21 tháng 4 âm lịch, cũng là ngày đầu tiên sẽ diễn ra lễ khai hội. Chiều ngày mai là 22 thì lúc đó là sẽ có diễn lễ rước kiệu bà quý vị. Tại đây có một sân khấu, người ta sẽ phục hiện lại rước tượng bà tại đó. Ngày mai Sala sẽ canh thời gian vào thời điểm đó, sẽ đồng hành với lại lễ rước tượng bà và chia sẻ đến quý vị trong một video tiếp theo nữa quý vị nhé. Còn ngày hôm nay quý vị xem video này là video Sala đi một vòng thôi, để cho quý vị ở phương xa nhìn thấy cảnh chùa bà một phần nào đó cũng náo nhiệt thôi, cũng vui nhộn trong những ngày đầu tiên diễn ra lễ hội chùa Bà Châu Đốc năm 2024. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video này. Xin hẹn quý vị trong video vào ngày mai quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.